một mẫu đồng hồ mới nhất của nhà Kira Design dòng NM được rất nhiều YouTuber trên thế giới review. Hãng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào thiết kế của chiếc đồng hồ này. Nó rất là đa dạng và đa dụng cho anh em. Hôm nay mình sẽ unbox nó thôi. Let's go. Bên ngoài của nó là bằng giấy nha anh em. Mình xin kép bỏ qua bên đây. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy nó có một thiết kế giống như là cuốn sách vậy đó. Bật ra từng trang một, giới thiệu về thông tin hãng và lịch sử ra đời. Đây là nhân vật chính của chúng ta, nó có ba cái khung, ba cái kích thước và ba cái hình dạng khác nhau. Khung vuông, khung bình rượu và khung tròn. Anh em thích cái dạng nào thì anh em ráp vào cái mặt tròn này anh em đeo và gắn dây. Thao tác rất là nhanh về chiếc đồng hồ này. Anh em thấy sự đa dụng của nó đúng không? Phía sau đây là cái kể về cái sự hình thành của hãng vậy đó, và những cái thành tựu mà hãng đạt được, rất nhiều giải thưởng thiết kế trên thế giới. Nó có hai chất liệu cho anh em lựa chọn, một là bản thép và hai là bản titanium. Titanium thì nó nhẹ hơn, nếu anh em thích nhẹ hơn thì anh em chọn titanium, nhưng mà giá nó cao hơn một xí nha. Rồi, nói chung là về chất liệu thì anh em ok. Kính của nó là kính sapphire, máy thì theo thông tin của tôi nó có liên kết và thuê các kỹ sư của Thụy Sĩ để thiết kế ra cái bộ máy này. Và anh em có thể nhìn thấy cái độ sai số của nó, tôi đo thì cũng thấy chênh lệch từ dưới 10 cộng trừ 10 trở xuống thôi. Đo ba cái máy thì nó cũng đưa ra một cái kết quả như nhau. Trước khi xuất xưởng thì hãng này nó cũng căn chỉnh sai số bằng máy cho anh em rồi, nên anh em yên tâm. Về cái chi tiết gia công của nó có hoàn chỉnh hay không thì anh em có thể nhìn thấy qua video, tôi có thể quay chi tiết hơn cho anh em. Chi tiết chưa từng thấy luôn nha. Hãng đánh đúng tâm lý của anh em luôn, loại bỏ đi những cái suy nghĩ cho anh em đỡ phải suy nghĩ nó đau đầu đúng không? Đưa ba cái hình dạng khác nhau để cho anh em ráp vào đều luôn. Đợt này mình thấy mẫu này thì nó không kèm theo một bộ dây nào nữa, nhưng mình tự giác và sẽ tặng thêm cho anh em một bộ dây da thật và một cái khóa thông minh để anh em linh hoạt hơn nữa trong vấn đề đổi mặt với nhau, nhanh hơn đúng không? Cái đồng hồ này nó sẽ thích hợp với những cái trường hợp nào là anh em mang đi làm, anh em mang đi chơi, cà phê. Đây không phải là một chiếc đồng hồ thể thao nên anh em hạn chế đem nó đi bơi, đi lặn nha. Vì độ chống nước của nó chỉ có 3 TM ở mức độ sinh hoạt bình thường. Mình không khuyến khích anh em mang chiếc đồng hồ này đi tắm, vì đi tắm nó sẽ làm chiếc đồng hồ bám đất, là sẽ làm cũ chiếc đồng hồ vào những cái khe kẽ, lâu ngày nó sẽ sinh ra rất nhiều cái khó chữa. Về mức giá lăn quanh 12 củ thì có xứng đáng hay không, đó là ở quyết định của anh em. Còn theo tôi thì tôi nghĩ tôi không nói quá lên để anh em mua đâu nha. Anh em mua hay không đó là quyền của anh em. Còn theo tôi nghĩ thì chiếc đồng hồ này nó đa dụng và chất liệu lựa chọn thoải mái, titanium và thép, dây cao su thì nó thể thao, còn dây da tôi tặng thêm nữa nó thì nó thiên về cái độ sang trọng và nó có cái classic cổ điển đúng không? Mang dây da vào, dây da xám vào chiếc đồng hồ mặt xám và khung xám này rất là đẹp. Nhất cái đó không thể chê được anh em ạ. Đó, tôi đã bổ sung thêm một bộ dây da, một bộ khóa thông minh cho anh em nữa thì chiếc đồng hồ này tăng lên phải nói là 100% sức mạnh. Về điểm thích và không thích ở chiếc đồng hồ này thì nó không có gì để chê nữa anh em ạ. Thì nó gạt bỏ đi những cái suy nghĩ mà anh em lựa chọn hãng này hãng kia, mặt tròn mặt vuông thì nó loại bỏ luôn rồi. Đó,
nó đánh đúng tâm lý của anh em luôn. Với 12 cầu thì theo anh em có quyết định để lựa chọn chiếc đồng hồ này không? Hãy để bình luận bên dưới nha. Còn vợ anh em có cho tiền hay không nữa là một vấn đề đúng không? Video tiếp theo mình sẽ đem tới cho anh em một mẫu đồng hồ phải nói là hết nước chấm. Nhớ follow kênh và ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ đem tới cho anh em và sưu tầm cho anh em những mẫu đồng hồ chất đẹp và bền, giá hợp lý. Chào tạm biệt anh em.